Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nếu vô địch ớt Open thì không ai nhớ Djokovic đã thất bại ở Olympic Tokyo. Chia sẻ trên báo giới Sekbi, chuyên gia Dazen Cahill cho biết Novak Djokovic vẫn là tay vợt vĩ đại nếu vô địch ớt Open 2021, bất chấp việc trắng tay ở Olympic Tokyo. Chuyên gia Dazen Kahil, huấn luyện viên của Simona Halep chia sẻ với truyền thông Serbia, nếu Djokovic vô địch US Open 2021, chẳng ai còn nhắc tới thất bại của cậu ấy ở Olympic Tokyo nữa. Tất nhiên điều gì cũng có thể xảy ra trong tennis, nên nhớ lần gần nhất có người làm được điều này đã từ năm 1969. Ông Cahill cho rằng Novak Djokovic cần ngay lập tức quên đi thất bại ở Olympic Tokyo để tập trung vào mục tiêu vô địch Earth Open. Qua đó hoàn tất kỳ tích giành chọn bộ 4 Grand Slam trong một năm dương lịch. Trong lịch sử quần vợt nam, chỉ có John Bu 1938 và Jot Lave 1962-1969 làm được điều này. Đây là thành tích mà nhiều tay vợt huyền thoại những năm gần đây như Roger Federer hay Rafael Nadal chưa thể đạt được. Ở trận thua Pablo Cazeno khiến Djokovic không thể giành huy chương đầu Olympic 2020, kết thúc ván đầu tiên, Cazeno giành chiến thắng 6-4. Sang set thứ hai, tay vợt số một thế giới vùng lên mạnh mẽ để chiến thắng 7, 6 và gỡ hòa 1, 1. Thế nhưng, Djokovic có phần kiệt sức khi bước vào ván quyết định, thể lực không đảm bảo khiến Djokovic dần hụt hơi. Djokovic thua set 3 với tỷ số 3, 6 và Trung cuộc thất bại với tỷ số 1, 2. Nhiều lần trong trận đấu, Djokovic thể hiện sự tức giận. Djokovic quyết định rút lui khỏi trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ sau đó của Serbia. Djokovic dính chấn thương vai không thể tiếp tục thi đấu và người hâm mộ hy vọng anh sẽ tìm lại phong độ tại US Open 2021 diễn ra vào tháng 9 năm 2021.